Ok, xin chào các bạn, G-Shock fan yêu quý của Bello Lê Thái Tổ, và rất là vui khi tiếp tục gặp lại các bạn trong các buổi live stream trực tiếp tại Bello Lê Thái Tổ. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có restock một chiếc đồng hồ G-Shock rất là đặc biệt với kết nối Bluetooth. Và trong đợt restock này thì các mẫu G-Shock G-Steel của chúng ta nó sẽ được tăng cái chế độ bảo hành lên đến thời lượng là 5 năm. Đây là một thời lượng có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của mình đó trong quá trình sử dụng nữa. Ok, mình sẽ đợi một chút để cho video này tiếp cận được đến các bạn G-Shock fan yêu quý của Bello Lê Thái Tổ. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Duy Hỷ, một fan cứng của Bello Lê Thái Tổ. Dạ vâng, xin chào bạn và chúc bạn một ngày mới tốt lành tại Bello. Ok, vâng, và chúng ta sẽ mở hộp chiếc GST-B100G-2A, một chiếc đồng hồ G-Shock G-Steel chính hãng với kết nối Bluetooth tuyệt đỉnh và dây nhựa urethan cao cấp, rất là bền và rất đẹp với độ hoàn thiện rất là cao. Vâng, ok, GST-B100G-2A với module 5513 sẽ được đập hộp trong buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, và ở phần phía trên của hộp thì chúng ta cũng sẽ có một loạt những cái phụ kiện đi kèm đó. Và đây sẽ là một cái điểm khác biệt lớn nhất trong đợt restock này tại Bello. Vâng, đó chính là cái chế độ bảo hành 5 năm, rất là tuyệt vời phải không các bạn? Và với cái chế độ bảo hành này, đây không phải là cái chế độ bảo hành của riêng Bello. Đó, không phải là các bạn chỉ được bảo hành tại Bello, mà các bạn sẽ được bảo hành trên toàn quốc, ở tất cả các cửa hàng đồng hồ Casio G-Shop trên toàn quốc. Và đây sẽ là một cái chế độ bảo hành trực tiếp từ hãng và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Đó, do đó là các bạn sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái sự hỗ trợ từ họ. Đó, nó sẽ không chỉ là dừng lại ở việc sửa chữa những cái vấn đề lặt vặt đó, mà chúng ta sẽ được hỗ trợ trong cả những cái việc như là thay cả bộ máy mới luôn đó. Thông thường nếu mà những cửa hàng họ bảo hành 5 năm thì họ sẽ chỉ có ví dụ là khắc phục lại những cái lỗi có thể xảy ra, nhưng mà họ không thể nào mà thay một cái máy mới cho các bạn. Thì với cái chế độ bảo hành 5 năm trực tiếp từ hãng như thế này thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ đó, hỏng máy không cần phải sửa, chúng ta sẽ thay máy luôn, rất là tuyệt vời đó. Ok, mà thời hạn nó rất là dài, lên đến 5 năm thì gần như là tất cả những cái lỗi có thể phát sinh thì nó sẽ phát sinh hết trong cái thời gian này. Nó rất là tuyệt vời và rất là yên tâm trong quá trình sử dụng cho các bạn G-Shock fan của Bello trên cả nước. Ok, và ngoài cái chế độ bảo hành 5 năm được áp dụng duy nhất tại thị trường Việt Nam thì đồng hồ G-Shock sẽ còn có được bảo hành 1 năm đó trên toàn cầu. Vâng, đây chúng ta có thể thấy ở đây hãng Casio G-Shock họ áp dụng chung bảo hành quốc tế là 1 year from the date of purchase. Đó, 1 năm kể từ ngày mua hàng. Đó, đây chính là cái khoảng thời gian bảo hành. Và các bạn có thể tìm kiếm tất cả những cái đối tác chính thức tiếp nhận bảo hành đồng hồ G-Shock của các bạn trên toàn cầu với mạng lưới đối tác bảo hành quốc tế của Casio G-Shock trên toàn cầu. Đó, cái này nó đặc biệt là hữu ích cho các bạn mà các bạn đi du học, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận được đầy đủ những cái sự hỗ trợ từ những cái đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu. Ok, và đây là một cái quick reference manual, một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nhanh cho đồng hồ GST-B100 nói chung. Và các bạn có thể tham khảo ở trong cái phần app của chúng ta, nó cũng sẽ có cái những cái biểu đồ để giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp nhận được những cái tính năng cơ bản của chiếc đồng hồ hơn. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái sách lưu ý cho các bạn về cái kết nối Bluetooth này, những cái sách thông tin chung thôi, những cái statement chung bắt buộc phải có khi mà được trang bị kết nối Bluetooth. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái về chúng ta sẽ có thêm một cái quyển sách về lưu ý đối với các mẫu sử dụng pin năng lượng mặt trời. Thì GST-B100G-2A của chúng ta cũng là một mẫu G-Shock G-Steel vừa có kết nối Bluetooth lại vừa có pin mặt trời, do đó là nó sẽ có thêm quyển sách này. Và các bạn lưu ý một điều là chúng ta tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, vì ở đây các bạn có thể thấy cảnh báo đây đó. Đồng hồ nó sẽ trở nên khá là nóng khi mà các bạn để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài đó. Do đó là các bạn hãy để ý là chúng ta tốt nhất là chúng ta đừng có đừng có để đồng hồ trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, vì như thế nó rất là hại cho cái viên pin và nó cũng sẽ gây nóng cho cổ tay của chúng ta nữa. Do đó là các bạn chỉ cần để trong cái môi trường ánh sáng gián tiếp, ví dụ như là các bạn ngồi trong bóng râm, các bạn uống cà phê thì đồng hồ của chúng ta cũng đã sạc rất là tốt rồi, và đồng hồ của chúng ta cũng sẽ còn có nó có thể chuyển ánh sáng đèn LED đó thành năng lượng. Do đó là các bạn cũng chỉ cần ngồi trong nhà và ở những văn phòng làm việc hay là bàn học của các bạn thì các bạn để đồng hồ nơi có ánh sáng đèn LED, đèn thông thường như thế này thì đồng hồ của chúng ta cũng sẽ được sạc pin đó. Và tất nhiên là nó sẽ không sạc pin nhanh bằng ánh sáng mặt trời, nó sẽ không nhiều năng lượng bằng ánh sáng mặt trời, nhưng chúng ta đeo và chắc hẳn chúng ta đeo trong thời gian dài thì nó cũng sẽ sạc pin đầy cho chúng ta thôi. Và nếu mà được đẹp nhất thì chúng ta hãy ngồi trong bóng râm và chúng ta cứ để đồng hồ như vậy thì nó sẽ tiếp nhận năng lượng ánh sáng tốt hơn, nhưng mà chúng ta tránh để trực tiếp đồng hồ của chúng ta dưới nắng, ok nha. Vâng, và ở phần dưới của hộp thì nó sẽ là một chiếc hộp G-Shock, G-Steel. Đó, đặc trưng của tất cả các dòng G-Steel là nó sẽ được áp dụng một cái phiên bản hộp lục giác rất là đẹp như này, và nó rất là cao. Đó, và G-Steel, steel nó chính là kim loại, do đó là cái hộp này nó cũng sẽ dùng hiệu ứng đó mài xước đặc trưng của kim loại rất là đẹp. Ok. Vâng, và xin chào các bạn với GST-B100G-2A. Đây là một chiếc G-Shock G-Steel với tông màu xanh navy ở phần dây và phần mặt của đồng hồ, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có thêm những cái mạ vàng đồng đó, mạ vàng đồng rất đẹp ở phần thân vỏ benzen cũng như là phần móc khóa này. Và Casio họ siêu rất là cẩn thận cho cái mẫu GST-B100G-2 này đó, họ có siêu mặt này, họ có siêu khóa này, nó sẽ giúp cho là đồng hồ của chúng ta khi mà đến tay các bạn nó sẽ rất là trọn vẹn và hoàn hảo. Ok, và trong clip này thì mình xin phép được bỏ cái lớp siêu mặt này ra để chúc cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ G-Shock G-Steel của chúng ta một cách tốt hơn đó. Ok, và xin chào các bạn với GST-B100G-2A. Vâng, và xin chào bạn Huy Đô. Vâng, các bạn có thể thấy ở đây các bạn hỏi giá đúng không ạ? Và GST-B100G-2A thì nó sẽ có mức giá niêm yết rất là hợp lý so với những cái tính năng mà nó mang lại. Mức giá niêm yết trên toàn quốc là 11.938.000 đồng. Đây là mức giá niêm yết trên toàn quốc và đã bao gồm cái chế độ bảo hành 5 năm rồi. Đó, mức giá này các bạn đã được bảo hành 5 năm. Ok, và các bạn thông thường thì khi mà các bạn mua tại Bello thì các bạn sẽ không phải trả nguyên cái mức giá này đâu. Đó, chúng tôi có rất là nhiều chương trình để giúp cho các bạn mua được những chiếc G-Shock chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá rất là tốt. Đó chính là những cái chương trình như là giảm 10% khi mua online, hay là nếu mà các bạn có thẻ Bello VIP card rồi, mình tin chắc là có rất là nhiều các bạn có thẻ Bello VIP card này rồi thì chúng ta sẽ được giảm 15%. Và mức giá mà sau khi mà giảm 15% thì cái GST-B100G này nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng 10 triệu mà thôi. Đây là mức giá rất hợp lý so với những gì mà chúng ta sẽ nhận được từ chính đồng hồ, những cái tính năng của đồng hồ cũng như là cái chế độ bảo hành rất là tuyệt vời lên đến 5 năm. Đó, ok, bảo hành chính hãng 5 năm và có lỗi gì là chúng ta sẽ được thay thế toàn bộ cái bộ máy của đồng hồ của chúng ta. Đồng hồ của chúng ta sẽ như một chiếc đồng hồ mới vậy. Ok, vâng, và điểm qua một chút GST-B100G. Lâu lắm rồi mình mới trên tay một chiếc G-Shock Bluetooth GST-B100. Thì tính năng chủ đạo cũng sẽ được Casio liệt kê ở phần tác của đồng hồ. Đó, chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth này. Đó, touch solar, solar power, pin năng lượng mặt trời. Đó, shock resistant, đó chính là chống sốc này. Second stopwatch nó chính là bấm giờ thể thao với độ chính xác từng giây này. Countdown timer nó chính là bấm giờ đếm ngược này. Dual dial world time nó chính là cái khả năng xem song song hai múi giờ rất là tuyệt vời. Và cái cách thiết kế của mặt đồng hồ GST-B nói chung nó sẽ phục vụ cái chức năng này rất tốt. Và các bạn có thể để ý là chúng ta sẽ có kim giờ và kim phút, kim giây chính ở đây. Và cái phần ô sub dial vị trí 6 giờ này nó chính là cái ô để chúng ta xem thêm cái giờ quốc tế. Đây là một điều cực kỳ là tiện lợi đối với các bạn mà hay phải di chuyển giữa hai quốc gia khác nhau. Đó, có múi giờ khác nhau thì chúng ta có thể xem song song cùng lúc hai múi giờ. Và khi mà các bạn kết hợp với cả cái ứng dụng G-Shock Connected thì chúng ta sẽ chuyển đổi giữa hai múi giờ rất là thuận tiện, và một lát nữa thì mình xin trình diễn cho các bạn xem. Ok, daily alarm nó chính là cái báo thức hàng ngày. Chúng ta cũng có thể sử dụng GST-B100G như là một chiếc đồng hồ báo thức vậy. Đó, nó sẽ bổ sung thêm cho những cái lựa chọn của các bạn so với cả các bạn chỉ phụ thuộc vào chiếc điện thoại mà thôi. Đó, thì rõ ràng là cái điện thoại nó sẽ tiện hơn. Nhưng GST-B100G với pin năng lượng mặt trời thì cái bạn sẽ không phải lo. Trong một số các trường hợp thì các bạn sẽ đặt là báo thức ở trên GST-B100G nó một cách yên tâm hơn, và nó không bao giờ các bạn lo là nó sẽ hết pin cả. Đó, và cuối cùng nó là 200m water resistant. Đó, và cái đây sẽ là chống nước ở mức 200m. Và các bạn có thể thấy là với một chiếc đồng hồ có một cái thiết kế rất là cao cấp, rất là sang trọng như thế này mà chúng ta sẽ có một cái mức chống nước, đó, cực kỳ là tuyệt vời. Cái mức chống nước 200m nó sẽ giúp cho các bạn thoải mái đi bơi, đi biển, và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí. Khi các bạn đi du lịch, các bạn xem san hô, chúng ta không có bất kỳ một vấn đề gì hết. Nó rất là nổi trội nếu mà các bạn so với các cái đồng hồ cao cấp sang trọng hơn. Nó có giá 20-30 triệu, nhưng nó sẽ nhấn vào cái khác, và thường là nó sẽ không có cái khả năng chống nước tuyệt vời như vậy. Đó, ok, rất đẹp, rất đẹp. Vâng, và ở phần thiết kế thì như ở trong đầu clip mình có nói, thì ở viền benzen của chúng ta, đó, nó sẽ được phủ một lớp màu vàng đồng rất đẹp. Ở phần bổ sung thêm ở phần khóa dây, đó, ở phần khóa dây và 6 cái con ốc ở phần benzen cũng sẽ được mạ màu vàng đồng. Có thể nói là cực kỳ nổi bật, và nó là một cái điểm nhấn rất tốt trên chiếc đồng hồ này. Cái cách phối màu của GST-B100G-2 là mình rất là thích, và thực sự là nó thuyết phục được mình. Đó, và vòng viền benzen ở trên thì nó sẽ khác với cả những chiếc đồng hồ G-Steel thông thường. Đó, viền benzen ở trên nếu mà màu đen ở các mẫu G-Shock, G-Steel thông thường thì các bạn sẽ thấy là nó được làm bằng nhựa, nhưng ở đây chúng ta sẽ được một cái viền benzen trên là bằng thép rất là sang trọng, và nó cũng sẽ được mài xước ở phần phía bên trên. Nó tạo nên một cái hiệu ứng bắt sáng rất là tốt, và tất cả các cái thông tin cơ bản như là logo G-Shock, về tính năng shock resist, chống shock này, và các cái tên của các cái nút như là mode, connect, file, line của chúng ta cũng sẽ được dập chìm một cách rất là tinh tế ở trên phần đồng hồ. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một cái núm xoay ở vị trí 3 giờ như các đồng hồ truyền thống, đó, để bổ trợ thêm cho chúng ta khi chúng ta chỉnh trực tiếp các cái chức năng ở trên đồng hồ. Đó, phần mặt nắp lưng của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất là cái tem vàng chống giả này. Đây là một cái tem rất là giá trị, nó sẽ giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta là hàng chính hãng hay là hàng giả. Đó, với cái tem này thì chúng ta sẽ yên tâm đây là không những là hàng chính hãng mà là còn hàng chính hãng phân phối chính thức ở Việt Nam, được áp dụng đầy đủ các cái chế độ bảo hành tuyệt vời như là 5 năm. Ok, rất là yên tâm, và mọi các sản phẩm đồng hồ G-Shock tại Bello thì đều có cái tem này. Vâng, và điểm qua một chút các cái thông tin được ghi ở trên nắp lưng thì chúng ta sẽ có G-Shock này. Đó, ở đây cái tem nó đang che mất thì ở đây có một cái icon chữ G đặc trưng của G-Shock này, và nó sẽ có một cái biểu thị ở đây là shock resist này, với cái cấu trúc hấp thụ được va đập. Đó, shock absorbing structure, nó chính là cái cấu trúc hấp thụ được va đập. Vâng, và một số các thông tin khác chúng ta có thể kể đến như là đây sẽ là toàn bộ các dòng GST-B100 thì chúng ta sẽ được sản xuất tại nhà máy của Casio tại Trung Quốc. Đó, và nó được lắp ráp tại Trung Quốc, và cái phần thân máy của chúng ta thì sẽ được sản xuất tại Nhật Bản. Các bạn có thể thấy Japan Movement, và chúng ta sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc này. Chống nước ở mức 23, tương đương với 200m. Đó, như ở phần tác giá của đồng hồ. Và ở đây chúng ta sẽ là, đây là sản phẩm của tập đoàn Casio này, với mô đun máy là 5513. Đó, và dòng sản phẩm là GST-B100. Đó, và sản phẩm này đặt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE. Đó, và một số các thông tin khác liên quan đến kết nối Bluetooth. Đó, và như là cái ID này, hay là ở đây chúng ta sẽ còn thêm một cái nốt nữa là touch solar, pin năng lượng mặt trời, rất là đầy đủ trên chiếc đồng hồ này. Nó có rất là nhiều các chi tiết để cho chúng ta có thể ngắm nhìn. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần kết nối với ứng dụng G-Shock Connected nha. Ok, và Casio G-Shock họ đã soạn sẵn cho họ đã lập trình sẵn cho chúng ta những cái ứng dụng để giúp cho chúng ta kết nối dễ dàng với điện thoại hay là máy tính bảng với G-Steel. Đó, và chúng ta sẽ chỉ việc download các cái ứng dụng như là G-Shock Connected hay là Baby-G Connected, Edify. Đó, ở đây Đó, và mình đã download sẵn ở đây rồi, về rồi. Thì các bạn có thể download ở trên các cái chợ ứng dụng như là App Store hay là ở trên Android thì các bạn có thể lên các chợ ứng dụng tương thích với cái hệ điều hành của mình. Đó, và các bạn download cái ứng dụng này về. Các bạn chỉ cần gõ G-Shock ra là nó sẽ ra cái ứng dụng G-Shock Connected. Đó, và chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng này. Ok, một điều rất là tiện lợi là chúng ta cũng có thể kết nối qua máy tính bảng luôn. Và ở đây thì mình cũng muốn sử dụng cái máy tính bảng. Đó, máy tính bảng vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn một cách trực quan hơn rất là nhiều. Ok, và bây giờ mình sẽ kết nối chiếc G-Shock G-Steel này lại nha. Đầu tiên là mình sẽ chọn cái dòng G-Shock G-Steel GST-B100. Đó. Và tiếp tục thì mình sẽ giữ ở đây, chúng ta sẽ có phần hướng dẫn là Hold 2 seconds. Đó, chúng ta sẽ giữ trong vòng 2 giây. Đó, để khi đồng hồ kêu pip một cái, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhớ bật cái chức năng cái Bluetooth lên ở trên điện thoại là máy tính bảng, và chúng ta đăng ký chiếc đồng hồ này và ứng dụng. Ok, và như vậy thì đăng ký đồng hồ đã xong. Vâng, và như vậy thì chiếc đồng hồ G-Shock GST-B100 của chúng ta đã được kết nối đến ứng dụng G-Shock Connected. Vâng, và các bạn có thể thấy là ngay lập tức sau khi kết nối thì phần kim đồng hồ của chúng ta sẽ tự động đồng bộ với cả cái múi giờ ở trên điện thoại cũng như là trên ứng dụng. Vâng, và giờ home time của chúng ta đang là Hồ Chí Minh City. Đó, và các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ cài được giờ World Time và Home Time, và chúng ta sẽ có thêm một cái nút swap rất là tiện lợi ở đây. Và mình sẽ chỉnh cái giờ World Time này nha. Đó, và ví dụ như là mình sắp có một chuyến đi Hồng Kông này. Đó, để du lịch này, thì mình sẽ cài cái giờ World Time của nó là Hồng Kông. Đó, và giờ Hồng Kông thì nó sẽ nhanh hơn giờ Việt Nam của chúng ta là 1 tiếng. Vâng, ok. Và các bạn có thể thấy ở đây thì ngay lập tức là cái phần kim nhỏ này. Đó, cái phần sub dial ở vị trí 6 giờ này, nó đã được trỏ về giờ của Hồng Kông rồi, là 11 giờ 39 rồi. Các bạn có thể thấy rất là tiện lợi, đúng không ạ? Các bạn có thể xem song song cùng lúc hai múi giờ ở đây. Và khi mà các bạn muốn đưa cái múi giờ World Time thành cái hiển thị cái giờ chính khi các bạn ở Hồng Kông chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng nút swap và các bạn send setting to watch. Đó, rất là tiện lợi. Đó, và các bạn có thể thấy lần lượt ở đây cái kim giờ phút giây chính và cái kim sub dial nó lần lượt đổi chỗ cho nhau. Đó, và giờ home time, cái giờ chính của chúng ta đã đổi về giờ Hồng Kông, và giờ world time là giờ Hồ Chí Minh City. Và nếu mà các bạn, một số các bạn ở Hà Nội, các bạn cũng hay thắc mắc với cả Bello, thì chúng ta có thể chỉnh được cái giờ home city thành Hà Nội hay không? Đó, thì xin thưa với các bạn là chúng ta sẽ chỉnh được rất là dễ dàng luôn. Chúng ta chỉ cần đã chúng ta tìm cái Hà Nội và chúng ta set nó thành World Time. Các bạn đổi sang múi giờ quốc tế và các bạn chỉnh lại. Chúng ta sẽ chỉ có thay đổi được cái múi giờ quốc tế mà thôi. Đó. Và mình đã chỉnh về múi giờ của Hà Nội rồi. Đó. Ok. Các bạn ở Hồ Chí Minh thì các bạn có thể để nguyên Hồ Chí Minh. Đó. Và mình sẽ điều chỉnh lại và các bạn sẽ nhìn lại mình nhìn lại các cái kim giờ phút nha, nó sẽ đổi. Trông rất là pro và rất là tiện lợi. Đó, và ngay lập tức thì giờ sub dial nó đã đổi về giờ world time, và cái kim giờ phút chính nó đã đổi về giờ home time Hà Nội City. Đó, rất là đẹp, rất tiện lợi và rất là yên tâm phải không các bạn? Vâng, và ở trên màn hình chính của ứng dụng này thì chúng ta cũng sẽ có một cái tính năng chỉ báo mức pin rất là tiện lợi, rất là tiện dụng. Đó, và ở phần dưới thì chúng ta sẽ có một số các cái tab như là tab guide này. Đó, và GST-B100 không chỉ có những cái tính năng khi mà các bạn kết nối với điện thoại, mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các tính năng như là World Time, Stopwatch, Timer, Alarm, và chúng ta đều có thể trực tiếp sử dụng ở ngay trên chính chiếc đồng hồ này luôn, và chúng ta không cần phải kết nối với cả điện thoại. Và cái này thì nó sẽ hơi phức tạp một chút nếu mà các bạn mới sử dụng GST-B100, nhưng khi mà các bạn đã xem các clip mà hướng dẫn sử dụng thực tế của Bello rồi thì mình tin chắc là các bạn sẽ rất là dễ dàng làm quen đó, và cảm thấy rất là tiện lợi và thực sự nó rất là pro. Và trong các video clip tiếp theo thì mình sẽ không kết nối vào cái điện thoại nữa, và mình sẽ trực tiếp sử dụng các cái tính năng mà chỉ sử dụng trên chiếc đồng hồ GST-B100 mà thôi, để cho các bạn xem nó sẽ rất là tiện lợi và rất là tuyệt vời. Và khi mà các bạn kết nối với ứng dụng này thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế là chúng ta sẽ chỉnh các cái thông số, ví dụ như là alarm này, đó, bật tắt báo thức này, và chỉnh giờ báo thức này, nó sẽ tiện lợi hơn khi mà các bạn tinh chỉnh trực tiếp ở trên đồng hồ. Đó, thì đó, ở đây chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh nó rất là trực quan, nó rất là dễ dàng. Đó, mà có hai cái tính năng này thì chúng ta chỉnh ở trên ứng dụng này tiện hơn. Còn các cái tính năng như là bấm giờ thể thao hay là bấm giờ đếm ngược thì các bạn phải sử dụng trực tiếp ở trên đồng hồ rồi. Đó, chúng ta cũng sẽ có thể chỉnh cái thời gian đếm ngược này. Đó, rất là dễ, rất là trực quan, và chỉnh xong thì chúng ta sẽ chỉ cần gửi cái cấu hình này đến cho đồng hồ mà thôi. Đó, rất là tiện lợi phải không các bạn? Đó, vâng, và mình vừa có kết nối thử cho các bạn chiếc GST-B100G-2A. Đó, đây mình hy vọng qua clip này thì nó sẽ có một cái nhìn rất là trực quan dành cho các bạn đang quan tâm đến dòng G-Steel Bluetooth. Đó, đây là một phiên bản rất là tuyệt vời, những cái tính năng nó giúp cho chúng ta rất là tiện lợi sử dụng trong quá trình hàng ngày. Đó, và ở đây thì thêm một chút những cái tính năng bổ trợ trong quá trình sử dụng mà chúng ta không có thể bỏ qua được, đó chính là cái kim dạ quang. Và các bạn có thể thấy là cái kim giờ và kim phút của GST-B100 thì nó sẽ rất là to, bảng nó rất là to, và nó sẽ được phủ cái lớp dạ quang gần như là hết cái bảng của kim giờ và kim phút. Nó sẽ giúp cho phản xạ ánh sáng rất là tốt, và nó sẽ giúp cho các bạn xem giờ trong bóng tối rất là dễ dàng, kết hợp với cái đèn led siêu sáng này nữa. Đó, thì các bạn có thể thấy ở đây đèn led của nó được bố trí ở vị trí khoảng 6:30. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng cái đèn led này rất là tiện lợi, và kết hợp với cả cái phủ dạ quang ở cả kim dây thì chúng ta xem giờ trong bóng tối sẽ rất là thích. Đó, các bạn chỉ cần bấm nút like này, đó, ở phía trên bên trái nó, và chúng ta sẽ kích hoạt được cái đèn led nó lên rất là đẹp. Và đèn led này là super led light của Casio G-Shock. Vâng, và tiếp tục thì cái phần size của đồng hồ GST-B100 với những cái thông số được hãng công bố chi tiết, đó chính là 58,1 mm cả hết cái càng này. Đó, hết hai cái càng này. Đó, chúng ta có ở đây. Vâng, và ở đây sẽ là một cái lúc rất là ngắn, do đó là các bạn mà có cổ tay khoảng 15.5 trở lên là chúng ta đã đeo được rồi, rất là đẹp rồi. 53,8 cho chiều ngang, nó rất là khỏe khoắn, và cái lúc của nó rất là ngắn, do đó là các bạn đeo khi mà các bạn đeo thực tế ở trên tay nó sẽ rất là ôm tay, và kết hợp với cái chất liệu nhựa uretan của dây đồng hồ. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là thoải mái, nó rất là mềm, và nó rất là dẻo. Đó, và ngoài ra thì một điểm tuyệt vời nữa ở trên các dòng G-Steel đó chính là chúng ta có thể thay thế dây ở tất cả các phiên bản cho nhau. Đó, thì có rất là nhiều bạn đã mua GST-B100G-2A tại Bello và các bạn mua thêm những cái sợi dây da hay là dây vải. Đó, hoặc là dây nhựa màu đen chẳng hạn, dây nhựa màu đỏ chẳng hạn, các bạn kết hợp với cả GST-B100 này thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, và chúng tôi có sẵn đầy đủ tất cả các phiên bản dây của tất cả các phiên bản G-Shock, G-Steel để cho các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và thay đổi, làm mới chiếc đồng hồ của mình. Vâng, và tiếp tục là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều các phần quà khi mà các bạn mua đồng hồ G-Shock tại Bello. Đó, và chúng ta sẽ được thay pin đồng hồ G-Shock miễn phí trọn đời này. Đây là mẫu sử dụng pin năng lượng mặt trời, thì tuổi thọ của viên pin năng lượng mặt trời này nó rơi vào khoảng 10 năm. Đó, nó sẽ sạc đi sạc lại trong quá trình sử dụng của bạn, và sau khoảng 10 năm thì nó sẽ không sạc nữa. Đó, và sau khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ phải thay pin, và các bạn không bao giờ các bạn phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta. Sau khi hết pin nó có hết pin sớm hơn, pin nó có bị hỏng sớm hơn thì chúng ta cũng sẽ được thay pin miễn phí trọn đời. Đây là một chương trình được rất là nhiều các bạn G-Shock fan yêu thích và sử dụng tại Bello. Và chúng tôi sẽ không chỉ có thay pin, ngay thay pin nó rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ được Bello sử dụng những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và những cái phụ kiện chính hãng. Nó sẽ giúp cho các bạn đồng hồ các bạn quay trở lại hoạt động một cách bình thường và rất là hoàn hảo, và đảm bảo khả năng chống nước của đồng hồ sau khi mà chúng tôi thay pin. Đó, nó sẽ không gây ảnh hưởng gì cho đồng hồ các bạn, và đồng hồ các bạn sẽ hoạt động trở lại như bình thường. Vâng, và chúng ta sẽ còn được tặng kèm những chiếc thẻ VIP đó, Bello VIP card, để giúp cho chúng ta được giảm 15% trong các lần mua hàng tiếp theo. Và không thể thiếu được đó chính là những chiếc vòng đeo tay G-Shock cực cái coin như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn là kết hợp được với những chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Chúng tôi có rất là nhiều các cái màu sắc vòng đó được Bello chuẩn bị sẵn để phục vụ nhu cầu phối kết hợp đa dạng của các bạn G-Shock fan trên cả nước đó. Và các bạn chỉ cần inbox lại cho nhân viên chăm sóc khách hàng của Bello thì các bạn sẽ cố gắng đáp ứng được đúng và đầy đủ tất cả những cái yêu cầu của các bạn đó. Và sản phẩm GST-B100G-2A đã sẵn sàng để các bạn trải nghiệm tại Bello Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, Bờ Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại đây. Ok, và vâng, và một chút những cái thông tin về G-Shock GST-B100G-2A. Vâng, và rất là mong qua clip này thì nó sẽ có một cái nhìn trực quan, nó sẽ phần nào nói lên được những cái vẻ đẹp và những cái tiện lợi của GST-B100G-2A. Vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.